nhiều con nhiều. Wow. Cơm ngon bố nhỉ. Ừ. Mà ăn nhiều vẫn lấy sức để mai còn lên nương lên dãy để trồng cây nữa. Quan vậy, anh nhiều mới học. Việc làm không? Mấy cái miếng bán này tôi khênh được mà. Mất bữa bộ này thuê tôi để tôi khênh thôi nha. Ôi bác ơi, ở đây đủ người rồi, thôi đợi dịp khác bác nhá. Ôi chán thế. Thôi tôi đi đây nhà. Ừ, chào bác nhá. Ôi bác ơi bác, bác có cần tôi xây không? Ở nhà tôi xây cái chuồng gà đẹp lắm, thuê tôi đi để tôi xây cho. Nhà tôi đủ người rồi. Ôi chán thế nhở. Thôi để tôi đi chỗ khác nha. Chán đấy nhở, hôm nay không có tiền đồng gạo ăn rồi. À, hôm nay đẹp thế nhở, trời trong xanh. Chán thế nhở. À, anh nghỉ á Cún, anh đâu này? Ồ, anh Thái ạ. Ừ, sao mà chán? Tôi đi tìm việc mà chả ai thuê tôi ông ạ. Tối sao chết đuổi rồi anh này. À, thế à? À, nhà tôi có cái lương đồi ấy. Hả? À? Hay là bây giờ về nhà tôi thấy bác gợi ít quả, tôi trả tiền cho nhá. Được, đi, đi. Tôi đang có việc gì làm may của ông Thái đấy. Ừ, đi. Ôi, cánh đồng nhiều đến nay mà sao cái anh nhận việc vẫn chưa đến nhỉ? À đây rồi. Chào anh, tôi đến để nhận việc đấy. À, anh có phải anh Lý Á Cún không? Đúng rồi, tôi đấy. Thế bây giờ tôi phải làm cái gì? Thôi được rồi, anh đi theo tôi. Ồ. Thế anh Lý Á Cún ở nhà con gái học ngoan chứ? Con gái của tôi chả làm được cái gì, rút nghèo quào quào. Chả giúp tôi được cái gì cả. Chán thật. Thế bây giờ ông bảo tôi làm cái gì nào? À thôi được rồi, anh Lý Á Cún anh phát hết cái quả quả đi cho tôi nhá. Làm hết cái chỗ quả này thôi nhá. Trời cũng gần tối rồi, mai làm nhá. Ồ, thế cũng được, để tôi làm luôn cho nó nhanh. Mình đi học về mà không thấy bố ở nhà. Mà nghe bác hàng xóm nói là bố mình đang đi làm ở trên nương rẫy. À, bố kia rồi. Bố ơi, con chào bố. Ừ, học về rồi đấy hả con? Dạ vâng ạ. Bố ơi, muộn rồi, cho bố ra nghỉ ngơi một tí đã. Ừ. Bố ơi, bố, con bảo bố này. Năm nay con lại được lên lớp rồi đấy bố ạ. Ôi giời ơi, bố đã bảo bao nhiêu lần rồi. Con chỉ học biết chữ được rồi, lên lớp làm gì? Bố đã không có tiền cho Quân đi học rồi. Bố bảo ở nhà không nghe. Thế mà hai cái tuổi nữa đi lấy chồng ở nhà làm gì? Suốt ngày đi học đi học. Bảo nhà giúp bố lấy tiền, không ở. Không được đâu bố ơi, nhất định là con sẽ không bỏ học đâu. Con sẽ đi học, con học xong hết lớp 12, xong con đi học thêm chuyên nghiệp nữa. Xong rồi con được xin được một công việc thật là nhiều tiền để con còn nuôi bố. Bởi vì bố vất vả với con nhiều rồi. Thôi, Quân tiền bốc phiết. Quân học xong thì Quân đi lấy chồng, Quân thì về nuôi bố. Quân đi mất tiêu rồi. Không, con không lấy chồng đâu, con ở nhà với bố thôi. Bố cho con đi học nha, bố nhá. Con sẽ cố gắng tự kiếm tiền con đi học, chứ con không xin tiền bố nữa, được không bố? Thôi, việc tiền năm lo học cứ để bố nuôi à. Bố chỉ nói đùa vậy thôi. Quân cứ đi học đi, bố đóng tiền cho. Yeah. Đấy, học đến nay là bố thương con nhất mà. Mà bố ơi, chắc là bố đi làm cả ngày bố chưa ăn gì đúng không? Không, bố vừa ăn tối hôm qua còn gì. Thế là cả ngày nay bố chưa ăn gì à? Ăn thế à? Bố làm việc quên ăn luôn ấy. Con bảo này, hôm nay ấy, con đi học trên trường ấy thì con chỉ ăn một nắm cơm thôi. Con để dành một nắm cơm mang về cho bố ấy bố à. Đây bố ơi. Wow. Bây giờ bố con mình mỗi người một nắm cơm để ăn cho nó bụng nhá. Mà nếu mà bố không cho con đi học á, mình nữa nhà mình không có cơm mà ăn nữa ấy. Đi học thì mấy nữa con sẽ mua tất cả những món ngon cho bố ăn bố ạ. Trời ơi, bố đã nắm cơm cho Quân rồi thì Quân ăn hết đi. Chứ cầm về phần bố làm cái gì? Thôi, Quân đã cầm về thì bố ăn thôi. Quân đi. Cảm
Vâng ạ. Con mời bố. À bố ơi, còn muối nữa. À muối à? Muối đấy. Ăn nhiều không con? Ăn nhiều không? Cơm ngon bố nhỉ? Bố ăn nhiều vẫn lấy sức để mai còn lên nương lên rẫy để trồng cây nữa. Quan vậy, ăn nhiều vẫn học. Qua núi rồi, bố con mình về nhà thôi nhỉ? Vâng ạ. Đi thôi, mai nên nướng qua tiếp. Đây anh con. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.